Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước á, thì mình đã tìm được em Pokemon cuối cùng trong bộ ba ao hồ rồi, đó chính là em Mesprit này. Và trong ngày hôm nay mình sẽ mang ba em này ra để làm một cái công việc khá là quan trọng nhá. Bên cạnh đó thì mình cũng đã bắt thêm được một em Cosmog nè và một em Darkrai. Đây là em Pokemon có thể nói là rất là khó tính luôn á, chinh phục cả buổi tối luôn thì mới chịu về đội của mình. Và sắp tới thì mình sẽ cố gắng train em này cũng như là sử dụng vào việc đi đánh bại mấy con boss Pokemon nhá. Và đầu tiên thì chắc mình sẽ cho Cosmog của mình tiến hóa trước đi các bạn ơi. Để xem nào, ở đây thì mình còn một ít kẹo trong cái rương này thì phải. Đây nè, còn một ít kẹo để mình cho Cosmog của mình ăn nhá. 42 rồi đúng không? Và khi lên 43 thì Cosmog đã bắt đầu quá trình tiến hóa lần 1 rồi nha. Lần 1 thì em ấy hình như là sẽ trở thành Cosmo em thì phải, nếu mình nhớ không lầm. Và chuẩn bị đón nhận Cosmo em thôi. Đúng rồi nhá. Và Cosmo em thì mình sẽ chụp một bức ảnh đi, tại vì lần trước mình chưa có chụp ảnh của Cosmo em á các bạn ơi. Chụp một cái nè. Rồi, để tấm ảnh của Cosmo em vô bên trong. Rồi, còn sáng hả? Để mình tiến hóa tiếp một lần nữa nhá. Tại vì khi mà lên level 53 á, thì Cosmo em sẽ tiến hóa thêm một lần nữa các bạn ơi. Lần trước á, thì mình tiến hóa cho em Cosmo em này vào ban đêm, nên đã trở thành Lunala rồi. Và mình đã cho Lunala và Necroma trở lại làm một á. Nên lần này mình sẽ tiến hóa em này và kết hợp với Necroma mới để có thể trở thành một dạng mới nhá. Rồi, và em Cosmo em đã bắt đầu tiến hóa. Và sau khi tiến hóa thì em ấy sẽ trở thành Pokemon tên là Sogaleo. Nhìn em Pokemon này có thể nói là cực kỳ đẹp luôn á. Ổn rồi, mình thấy tiến hóa mới bắt được toàn mấy em Pokemon đẹp không à các bạn ơi. Em này mới đúng chuẩn một em sư tử nè. Biết bay luôn. Sư tử biết bay các bạn ơi. Được nha, nhưng mà lúc bay thì không thấy người mình luôn á. Ôi, mình trèo lên nè. Mình ngồi quét vô trong người của em sư tử này luôn. Và em sư tử này thì ngoài khả năng tạo cánh cổng thì em ấy còn có khả năng, cái này là teleport, dịch chuyển hả? Ui, đừng nói dịch chuyển thay chỗ nghe. Dịch chuyển nè, thử coi. Dịch chuyển. Lại là dịch chuyển thay chỗ rồi các bạn ơi. Dịch chuyển lại. Hiện tại thì mình chưa có sử dụng thành thạo cái khả năng dịch chuyển của mấy em Pokemon này cho lắm á. Trong thời gian với 2 tập mình sẽ cố gắng tập luyện sau. Và xem về cái khả năng tấn công của em này coi. Em này thì có chỉ số SP Defense khá là cao nè. Cũng như là tấn công vật lý thì cũng tương đối cao, phòng thủ thì 100+. Ok, nói chung thì tạm ổn á các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ cho em Sogaleo vô trong đi. Để mình còn triệu hồi tiếp em còn lại nữa. Đây, mình sẽ cho Uzi nè, Azep, cũng như là Mesprit ra bên ngoài nhá. Để mình cho mấy em ấy ăn mấy cái quả berry á. Để làm việc tốt hơn thì mình cần phải cho mấy em này ăn thêm berry để tăng cái độ hạnh phúc lên. Rồi, hiện tại thì Mesprit đã đầy độ hạnh phúc nè. Kể đến là Azep. Rồi, Azep cũng đã xong. Và Uzi thì cũng xong luôn. Và khi có đầy độ hạnh phúc á thì mình sẽ sử dụng những cái loại khoáng sản. Trong cái rương nào mình, hình như rương xanh thì cũng được khoáng sản nè. Mình sẽ lấy ra những cái viên ruby á các bạn ơi. Cần khoảng 3 viên ruby thôi. Và các bạn để ý cái cấp độ nhé. Hiện tại thì 61, 64 và 63 đúng không? Khi mình ấn vào một phát, em này đã trở lại 40 level giống như lúc mình mới bắt rồi. Nó hào hụt rất là nhiều cái điểm cấp độ nè, cũng như là điểm hạnh phúc của mấy em ấy á. Uzi nè, còn có 41 mà. Còn AZ thì sao? Con AZ thì còn 42. Hào hụt quá trời luôn á. Và đổi lại thì mình sẽ được một cái Ruby of Willpower, Ruby of Emotion và Ruby of Knowledge. Với ba cái này thì mình có thể ghép lại với nhau theo công thức giống như vậy để tạo ra được một cái cọng dây xích màu đỏ nè. Với cọng dây xích màu đỏ này thì mình sẽ sử dụng để triệu hồi một trong ba Pokemon đấng sáng tạo á các bạn ơi. Cực kỳ xỉn luôn á. Và tạm thời mình sẽ cho ba em này vô trong nhá, cũng như là lại cái chị y tá để mình chữa trị vết thương luôn đi.
Bởi giúp mình tạo ra những cái ruby kia mà mất đi ha, mấy chục cấp độ luôn. Rồi và nhờ chị tá chữa thương giúp mình một cái. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu công việc việc chuẩn bị những cái nguyên liệu cần thiết cho cái công việc triệu hồi này nhá. Để triệu hồi được thì mình cần phải có những cái orb đó các bạn ơi. Lần trước thì mình phải thu thập những cái play, nhưng mà lần này thì mình cần phải có những cái orb, chẳng hạn như là đây nè, Luxurious Orb nè, đây là một trong ba loại orb á. Ngoài ra thì trong rương nhà chính của mình hình như vẫn còn hai loại orb nữa thì phải. Nếu mình nhớ không lầm là một một cái loại orb màu vàng với một cái loại orb màu trắng á. Màu vàng đây nè, mình có tới 6 lần Resource Orb đó các bạn ơi, cũng như là Adamant Orb nè. Hai cái này thì mình sẽ triệu hồi sau đi, giờ thì mình sẽ sử dụng cái Luxurious Orb thôi. Và trước khi đi á thì mình sẽ triệu hồi Sogaleo ra một cái để mình cho em ấy một cái tấm ảnh nha. Rồi sau khi chụp hình xong thì tạm thời cho em ấy vô trong lại cái máy tính đi, để mình còn sắp xếp dàn Pokemon để chuẩn bị đánh nhau với cái em Pokemon sắp triệu hồi nữa. Đây hai Pokemon sáng tạo thì mình sẽ để kế bên nhau nhá, để dễ tìm hơn. Và cạnh mình đang có một cái con boss Heracross kìa. Để mình vào bên đây mình farm nốt cái con boss này nhá. Ủa nhưng mà sao con này nó nhỏ mấy con bình thường á. Mấy con lần trước mình thấy kích thước to cực luôn. Và phun lửa một cái coi Rawdon. Liệu rằng phun lửa có kết thúc được không? Và đặc điểm của Heracross là đánh máu, đánh là mất máu từ từ á. Ui mình phun lửa một phát chưa ngẫm được nữa kìa. Xui vậy. Chưa ngẫm được thì thôi, để cho Charizard của mình vào trận nhá. Charizard mình sẽ phun lửa tiếp, tại vì đánh với hệ bọ phun lửa thì sẽ có công dụng khá là tốt. Và nhận được một cái kẹo nè, một cái play và một ít cái berry. Cái em này thôi, không đánh với em này đâu, mình muốn đi qua cái khu vực triệu hồi liền nè. Mà mình sẽ cưỡi em Charizard đi để bay cho nó nhanh qua bên khu vực kia nhá. Trên đường đi hy vọng là mình sẽ gặp thêm mấy cái Master Chess á. Ai, hổm rày mở Master Chess thì cũng có đó, nhưng mà chưa có chịu ra Master Ball. Không biết là tại mình đen hay là tại Master Ball tỷ lệ ra thấp ta mà mình mở á. Cả đống Master Ball, Master Chess rồi đó mà chưa có gặp cái Master Ball nào luôn. Dối thiệt sự. Nhưng mà tạm thời thì gác qua cái chuyện Master Ball đi, mình sẽ lại cái khu vực Time Spy Onta này để mình triệu hồi nhá. Đầu tiên thì mình cần phải đặt cái cộng di xích đỏ trước á các bạn ơi. Ở đây các bạn có thấy cái Orestone thì không, nó chuẩn bị triệu hồi một cái vòng nè và hồ biến đó, nó đã chuyển sang màu đỏ và có cái vòng tròn đỏ xung quanh mình nè, nhìn rất là đẹp luôn á. Kế đến thì mình chỉ cần lắp cái Luxurious Orb này vào bên trong thôi thì Pokemon sao ta, Pokemon sáng tạo sẽ bắt đầu xuất hiện á. Và mình cần phải đem những cái bóng chứa ra cái đã, không có bóng chứa là hơi bị mệt luôn. Ừ nhưng mà bây giờ ví dụ mình trở về nhà có sao không trời? Tại vì bây giờ mình gần hết mấy cái bóng Pokemon rồi. Lần trước mình bắt bằng Master Ball nên nó dễ á. Giờ mà bắt hụt một phát ha, trở về nhà quay lại là em này despawn chắc luôn á. Mình nghĩ mình nên chuẩn bị thêm mấy cái bóng chứa Pokemon các bạn ơi. Hy vọng là cái này đừng có mất nha. Để mình về làng mình mua thêm bóng chứa Pokemon cái đã. Với số tiền mà mình tích lũy được từ trước đến giờ bằng việc bán những cái đĩa dạy kỹ năng thì mình đã có số vốn kha khá để ủng hộ chị bán hàng này trong thời gian dài nè, đó chính là con số 241.000 đô la trong Pokemon đó nha. Và mình sẽ sắm cho mình thiệt là nhiều những cái Ultra Ball đi, mình sẽ ủng hộ chị ấy 35 quả nha, 35 quả Ultra Ball nè. Kế đến thì mình sẽ mua thêm. Ủa sao chị này hôm nay bắn ít vậy ta? Ủa các bạn có thấy hôm nay bắn ít hơn mọi hôm không? Lần trước mình nhớ còn có bán cả Timer Ball cơ. Không, nhưng mà nếu bán ít như vậy chắc mình phải làm thêm thôi. Chứ Ultra Ball vẫn chưa đủ để mình có thể bắt được cái em Pokemon đó đâu. Mình nghĩ em ấy sẽ rất là khó. Nên giờ mình sẽ chịu khó ngồi hái mấy cái Apricorn đó, rồi sau đó nung ra và làm thêm bóng chứa Pokemon nha các bạn. Cuối cùng thì mấy cái này nó cũng đã làm xong rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ đem hết mấy cái nắp cũng như là để vô trong để bắt đầu cái công việc chế tạo nhá. Lần này phải chuẩn bị cho đầu tư một xíu, nếu không thôi là khó lòng mà bắt được mấy cái em Pokemon sau khi triệu hồi á. Đầu tiên thì mình sẽ để bằng đế bằng nút vô trước nè, cái đến chỉ cần lắp nắp vào thôi. Despawn trước nhá. Để mình coi coi như đây không biết có đủ không ta. Mình sợ không có đủ á, mình đã chế tạo thêm mấy cái đế rồi mà. Ê, may quá may quá, vẫn đủ các bạn ơi. Cứ tưởng là thiếu cái đế không á.
Rồi và còn dư cả đế nữa cơ. Được 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 đó. Rồi và số bóng Pokemon này thì mình nghĩ chắc sẽ đủ để bắt cái em Pokemon trong bộ ba sáng tạo á. Cái em Shiddos này nãy giờ cứ khiêu chiến mình hoài, lúc mình để vô cái chỗ đập nắp và bóng á thì cũng khiêu chiến, giờ thì cũng khiêu chiến nữa ha. Giờ thì như thường lệ cưỡi em Charizard và trở lại khu vực Time Space Onta các bạn ơi. Mong là nó đừng mất cái dòng đỏ chứ không thôi là uổng lắm luôn á. Thật là may mắn khi mà cái dòng đỏ nó vẫn còn nguyên các bạn ơi. Hên thì sự. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ sử dụng cái orb này để gắn vào trong cái Time Space Onta nhé. Và né ra xa xa luôn. Gắn vào một cái. Rồi 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 rồi, quá trình triệu hồi Pokemon trong bộ ba sáng tạo chính thức bắt đầu. Và em ấy sẽ là Palkia các bạn ơi. Được đó nha. Cấp 88 với cấp 70 hả? Chưa cho xì xò trước đi để mà test cái sức phòng thủ cái đã. Đánh cái gì thì cũng phải cẩn thận á. Ơ nhưng mà như vậy thì mình không có cho các bạn quan sát được cái trận chiến được. Để mình sẽ tạm thời rút lui một xíu nha. Để mình đổi góc nhìn á. Cho các bạn dễ dàng quan sát cái trận chiến này hơn. Ai, nói chung đánh với em này mà không có Master Ball bắt liền thì cũng gục lắm luôn á. Lỡ tay ra mạnh quá một phát thôi là em này gục là ổn lắm luôn. Ý thằng này có em Pokemon gì kìa. Vừa trong lúc đánh với Pokemon trong bộ ba sáng tạo thì gặp em Pokemon khác ở bên ngoài đang nhìn nữa chứ. Rồi tập trung vào trận chiến hơn. Và sau hai lần Fawn Sweep á thì mình đã kéo phần máu em ấy xuống còn có 1/3 các bạn ơi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ dùng cái bóng chứa Pokemon đi. Chứ nếu mình dùng em Pokemon khác đánh á, thì chắc chắn em ấy sẽ gục á. Và lần đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Heavy Ball trước nha. Tại vì em Pokemon này các bạn cũng thấy đó, kích thước cực kỳ khủng luôn. Dùng Heavy Ball mình nghĩ sẽ phát huy công dụng cho xem. Nhưng mà đã bị gục rồi. Giờ thì đưa trước em Metacross này vô trong để làm tăng cơ nhá. Rồi sau đó tiếp tục sử dụng bóng chứa Pokemon thôi. Mày không hớt được bao con trai Tobi không tình yêu. Hai bóng chứa Pokemon thôi, mình đã bắt được em. Mình đã bắt được em Palkia rồi. Trời ơi, mình chuẩn bị nè. Ba mươi mấy, bốn mươi mấy trái không à. Không sao các ông ơi, chuẩn bị như vậy là tốt thôi. Và cái Pokemon bên đây đã mất tiêu rồi ta. Hồi nãy mình mới thấy em nào lạ lắm. Nhìn giống như Pokemon này rồng vậy đó, nhưng mà đi đâu mất tiêu rồi. Thôi nhưng mà tạm thời thì mình đã có thể bắt được em Palkia rồi á. Nữa em này cứ khiêu chiến mình, dám khiêu chiến của mình à, đục một phát nè cho biết mùi, dám khiêu chiến. Và mình sẽ cho Pakia nữa, đi đến đâu mình cũng bị cà khịa ta, mình hiền lắm mà sao cứ cà khịa mình hoài. Mình sẽ cho em Pakia mình trở lại chỗ em ấy vừa xuất hiện nhá. Hồi máu trước đi, hồi máu cho mấy Pokemon của mình. Rồi và Pakia đâu, ra đi em ơi, để cho em ấy thay thế chỗ của em hao tơ nè. Và xuất hiện đi. Đấy rồi, đấy rồi. Ba kia nhá. Và cho em mấy một bức hình luôn. Đó, có được ảnh cướp ba kia luôn nhá. Và xem coi nào. Ba kia là một Pokemon hệ nước và hệ rồng. Có chỉ số tấn công là 191 191 lần các bạn ơi. Cực kỳ cao luôn á. Cưỡi được không? Úi cưỡi được luôn. Hết sảy con bà bảy. Và coi coi dùng này có xuất hiện thêm Pokemon không nhá. Lần trước sau khi mình bắt được đấng sáng tạo dùng này xuất hiện quá trời Pokemon xịn luôn. Chắc giờ thì cưỡi 3K đi dạo rồi chứ biết sao giờ. Có thêm Pokemon trong bộ ba sáng tạo á, mình có ý mua tu to đúng không? Không, cái này nhà huấn luyện Pokemon, lại là nhà huấn luyện Pokemon. Tiếc ghê luôn á, tưởng đâu hai bác này là hai bác mua tu to chứ. Được nha, và em này thì có khả năng triệu hồi ra cánh cổng Ultra nè các bạn ơi. Đúng là Pokemon trong bộ ba sáng tạo có khác á nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng với Pakia đi dạo xung quanh đây coi coi có Pokemon nào mới cũng như là boss không nhá, để mình có thể chiến đấu và thuần phục thôi các bạn ơi. Đây là lại là một Mew Tutor nữa nè các bạn ơi. Được nha. Và mình sẽ chuyển qua Rayquaza xem coi. Mình sẽ tìm cái kỹ năng rồng thăng thiên á.
Rayrandez. Không 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 phải, không phải điệu nhảy của rồng. Rayran là một kỹ năng Rayran gì đó. À, đây nè, đây nè, đây nè. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra rồi các bạn ơi. Và cái này nó cần tới 5 viên kim cương lận. Có kim cương hay không? Hy vọng là có đem nha trời. À đây rồi, có kim cương luôn rồi. Tiệc cứu mèo. Như vậy là thì Rayquaza ơi, ngày mà em tiến hóa Mega cũng đã đến rồi. Tưởng chừng không tìm được, ai dè đã tìm được rồi các bạn ơi. Rayran Ascend. Mình sẽ dạy thay thế cho kỹ năng Rayran Fly nha. Hợp lý hợp lý, Rayran Fly thay thế vào một phát. Yes. Rồi và Rayquaza của mình về bằng kỹ năng đã có Rayran Ascend và gây được tới 120 điểm sát thương sức mạnh lận. Cực kỳ xịn nha. Và coi coi nó, giờ thì Rayquaza của mình đã có thể tiến hóa Mega rồi các bạn ơi. Để xem coi Rayquaza của mình khi tiến hóa Mega thì sẽ đẹp đến mức nào nhá. Wow, xịn chưa, xịn chưa? Quá là dữ luôn á các bạn ơi. Để xem coi khi tiến hóa Mega one shot được mấy cái em Pokemon kiểu như vậy không nhá. Rồi, khiêu chiến một cái nè. Đây, khiêu chiến chúng luôn. Và đầu tiên thì Rayran Essence thử xem. Khi mình sử dụng Rayran Essence thì vậy là bắt buộc mình phải gỡ cái viên Mega, viên viên đá Z ra các bạn ơi. Tại vì bây giờ đang đang phải bật cái tiệt kỹ Z lên nè. Tiếc ghê á. Nhưng mà không sao, miễn sao thì mình đánh bại được Thunderous là được rồi. Và được một cái Electric Gem. Cái gì kìa, cái gì kìa. Các bạn có biết đó là Pokemon gì không? Đây chính là một em Charizard. Ủa chứ không phải boss hả? Trời ơi, cứ tưởng là boss cơ. Làm mừng ngốc mà. Ok, Charizard thì cũng bắt luôn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ thử dùng Phone Sweep coi coi có xì nhê cái em Charizard này không nhá. Và khi em ấy đánh mình thì chắc chắn mình sẽ rất là thốn đây, tại vì cái em Scizor của mình lại bỏ, còn em ấy lại lửa nên khả năng bị dính sát thương là rất là cao. Và mình đã Phone Sweep em ấy thành công rồi. Giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ sử dụng một cái bóng chứa Pokemon nhá. Hồi nãy bắt Palkia với Heavy Ball, vậy thì Charizard có dùng Heavy Ball được không nhá? Mong rằng là được, tại vì Charizard các bạn thấy cái kích thước không? Rất là to luôn, dùng Heavy Ball chắc cũng ok. Ui, nhưng mà lần đầu thì còn mình cầm và quýnh một phát Scizor mình ngủm luôn rồi. Cái đến thì mình sẽ cho Palkia của mình ra một xíu đi để đỡ đòn thôi. Để mình còn sử dụng cái bóng chứa Pokemon nữa. Vậy là mình đã có thêm được một em Charizard rồi. Năng số Charizard mà mình đang sở hữu lên là 2 á. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một cái con boss nữa. Mong rằng rơi ra viên đá Mega Y á. Để mình có thể có được hai dạng Mega của Charizard luôn. Sau một lúc ở đây thì mình nghĩ mình nên đi tiếp các bạn ơi. Mong rằng khi đi tiếp thì mình có thể gặp được nhiều em Pokemon xịn sò con bò hơn nhá. Rồi giờ thì đi tiếp thôi nào. Hả? XP share, chia sẻ kinh nghiệm hả? Được luôn nha, vậy mình đã có được hai cái món đồ kiểu như là tăng kinh nghiệm rồi đó các bạn ơi. Hơi bị tốt luôn á. Phía bên này không biết lần trước mình đi chưa ta. Để mình thử đi thêm một đoạn nữa coi, biết đâu được bên đây lại gặp thêm một cái em Pokemon gì đó tốt tốt thì sao. Sẵn đang có cái khu vực rừng gỗ sò sẩm nè, mình sẽ cố gắng đợi trời tối tối coi coi có xuất hiện Necroma nữa không nhá. Mình sẽ bắt thêm một em nữa, mong rằng em đó có một cái Solgaleozer á. Và bên đây có nhà chị y tá luôn nè, coi 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 có thực sự là có chị y tá bên trong hay không, hay là lại một anh y tá nữa đây. Coi coi có không, có không, ui không có ai nhà. Không có ai ở nhà hết các bạn ơi. Trong lúc chờ đợi trời tối tối thì mình sẽ mở thêm mấy cái Master Chest nhé, với mong muốn là có thêm Master Ball thôi, nhưng mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước các bạn à. Mở cả đống nhưng mình chưa ra được cái Master Ball nào hết. Mở nè, mở ra một cái được một cái Aurora là cái gì vậy? À cái đĩa à. À, cái đĩa này cho hệ bay được 55 điểm sức mạnh. Ok, nói chung thì cũng tạm đi. Tạm chấp nhận được. Cái này là cái loại berry hay gì á? À không, một em Pokemon Cherubi. Và phía bên đây là em Pokemon gì nữa đây? Sao bớt.
Hình như đây là dạng tiến hóa của Dolin nè các bạn ơi. Đúng không? Chuẩn rồi, hình như là dạng tiến hóa của em ấy. Để mình bắt luôn đi, và đây là level 47 luôn nhá. Cũng khá là ok đó. On sweep một lần nè. Ui nhưng mà kéo không được nhiều máu. Vậy lần 1 không được nhiều máu thì lần 2 đi. Lần 2 thì mình sẽ dùng bóng chứa Pokemon để bắt em ấy luôn. À, đã bắt được em sao bớt rồi. Kế đến quay qua bắt cái em Trên bầu trời có em Pokemon. Hình như là đó là Mega thì phải. Mình có em chim đó nè. Nhưng mà em chim mình là dạng thường thôi. Ui ui chết chết bị kẹt bị kẹt. Bự quá cũng khổ, đừng có mất nha em ơi. Lẹ lẹ em ơi, lẹ em ơi. No. Tại sao đối xử mình như vậy? Mình đã cố gắng rất là nhiều để đuổi theo nhưng mà các bạn thấy đấy, bự con không phải lúc nào cũng tốt đâu. Hồi nãy em 3K này mà nhỏ con mình phóng một phát là mình chạy đuổi theo kịp em đó rồi. Bơi gì ta nói bự quá cũng khổ các bạn ạ. À. Rồi mở thêm cái này coi. Để thêm một cái đĩa Fire Blast 110 đến sức mạnh. Tiếc thiệt sự luôn á, lần trước thì gặp Shiny Rayquaza cũng không có kịp đuổi theo, lần này thì gặp em chim cũng không có kịp đuổi luôn. Nhỏ thiệt sự luôn á. Được một cái vảy rồng. cũng ổn nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có gặp Necroma các bạn ơi. Chắc tại mình AFK chưa đủ lâu hay sao ấy. Để AFK thêm một đoạn nữa coi. Và cái khu vực này ý lại gặp Minh Cháo kìa. Wow, đúng là mình có duyên với Minh Cháo ha. Lần nào trở lại đây thì cũng gặp được Minh Cháo hết trơn luôn. Để xem coi Minh Cháo này có phải là boss không. Đây là một em Minh Cháo 24 thôi, cấp khá là hấp á. Mình đã có Minh Cháo rồi. Ở đây thì có Zubat nè. Và cuối cùng thì Necroma cũng đã chịu xuất hiện rồi. Giờ thì mình sẽ xuống dưới để cố gắng bắt cái em Necroma này nhá. Để coi lọt lỗ không. Đó các bạn thấy chưa, cái lỗ nó bự như thế. À đây lọt rồi. Rồi đã lọt xuống dưới và kiêu chiến thôi nào. Seesaw vào trận em ơi. Tiếp tục là nhờ sự xếp trước của Seesaw để bắt dễ dàng hơn nhá. Pawn sweep một cái đi để đảm bảo tính mạng của Necroma chứ không thôi mạnh quá là em ấy đi luôn á, mất công đợi tiếp nữa thì khổ. Nhưng mà chưa chắc là em này sẽ rơi ra sẽ có được cái Sogaleo Riser đâu, Sogalizer đâu, nên mình cần phải xem coi em này sẽ có cái gì trước cái đã. Nếu mà bị trùm á, tức là cái Luna Riser thì mình sẽ bắt thêm một em khác nhá. Chứ em này bị trùm là hơi bị tiếc luôn. Rồi và Necroma đã thấp máu rồi kìa. Mình sẽ nhanh chóng sử dụng cho mình một cái Dust Ball đi. Bắt ban đêm mà dùng Dust Ball chắc sẽ tăng cái tỷ lệ bắt được hơn các bạn ơi. Mong rằng là Dust Ball phát huy sức mạnh. À không, không được. Tưởng đâu cái đầu tiên mà được thì quá là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, kiên trì một xíu chắc được các bạn ơi. Mình đánh em ấy xuống một miếng máu thì lại hồi máu tiếp nè. Chuẩn bị nè. À không, lần này thì quýnh mình lại. Tưởng đâu chơi thi hồi máu chứ. Giờ chuẩn bị hồi máu đây nè. Đấy các bạn thấy chưa, mình ấy, mình không sợ mấy Pokemon mạnh đâu, mình chỉ sợ mấy Pokemon kiểu vậy thôi. Nếu như không đánh một hit thấp máu hẳn luôn á thì em ấy sẽ hồi hoài mà mỗi lần hồi cái ghẻ mình miếng gì là chắc chắn hồi mình thua à. Nên rất là khó chịu luôn á. Cuối cùng cũng chịu rồi, này thì cứng đầu hả. Kiểm tra thôi các bạn ơi. Mở máy tính lên, đây là giây phút rất là hồi hộp nhá. Necroma này thì mình đã có rồi và Necroma. Để xem coi em Necroma này sẽ là em em ấy không có cái cái N trong người các bạn ơi. Mình phải có cái N thì mới có thể kiểu như là ghép Pokemon lại được. Xui rồi. Ok tạm thời thì mình sẽ đi tìm thêm một em Necroma mới để mình khiêu chiến thử xem nhá. Nếu được thì mình sẽ kiểu như là ha, giữ lại em này nhá. Liệu rằng em Necroma thứ hai này có thể cho mình cái N Soga Riser không nhá. Đừng có khiêu chiến, nên làm việc lớn coi. Ra chỗ khác. Để xem nào, để. Nope.
vẫn không có cái nợ Solarizer. Vẫn thiệt sự luôn á. Ok, để mình sẽ đi tìm thêm một em Necroma mới các bạn ơi. Em Necroma này tính ra không có quá khó tìm đâu, với lại cũng dễ bắt nữa. Nên mình sẽ cố gắng đợi thêm một lúc nữa nha. Rồi, đây chính là em Necroma thứ 3. Liệu rằng có cho cái... Ủa, hầu như em này em cũ mà. Chưa, khoan, em cũ. À không, hai em như một các bạn ơi. Không, em nào cho mình cái N Solarizer đó. Ôi, không biết đến khi nào mới gặp được cái N Solarizer nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể nha. Đen thiệt sự luôn á, ba em mà cho em nào gơi gá đó. Day 2. Liệu rằng em Necroma thứ tư này có rơi ra cho mình hay không? Ai thấu nỗi đau này? Tại sao vậy? Vẫn không có cái N Solarizer các bạn ơi. Chắc đợi qua ngày 3 quá chứ ngày 2 này thấy không ổn rồi. Day 3. Yay, em thứ 5 đây rồi. Em thứ 5 là phải ra nghe không? Tại sao lại đùa với người khác như vậy hả? Đùa như thế không có vui tí nào đâu. Đùa vậy chết người đấy. Nóng em rồi mà chưa em nào chịu gửi ra cái N Solarizer các bạn ơi. Cái đó hình như màu cam thì phải đúng không ta? N gạch trừ một cái. Đúng rồi, cái N Solarizer nó màu cam nè. Mình phải tìm em có cái màu cam cơ. Toàn thế này thì toàn rồi các bạn ơi, nhân phẩm quá. Quá thấp rồi. Day 4. Em thứ 6 là đây, và liệu rằng em thứ 6 có làm mình thất vọng? Calm down. Bình tĩnh lại các bạn ơi. Giật tóc bất đạt. Nhưng mà cái này là phải giật tóc thôi, mình chưa tìm được cái N Solarizer nữa. Không biết đến khi nào mới chịu cho mình nữa ta. Em đầu tiên là mình đã có cái N Lunarizer rồi, nhưng mà có vẻ tìm cái màu cam thì nó lại khó hơn á. Ok, cố lên các bạn ơi. Mình tin là mình có thể làm được. Đổi gió xíu các bạn ơi, nãy giờ bắt Necroma không được, giờ chuyển sang bắt bướm đi. Để coi em bướm Vivilan này mình có chưa nhá. Hình như dạng này mình có rồi phải đúng không nhờ. Mình kiểm tra lại cái cho kỹ càng cái đã. Chưa, em này chưa các bạn ơi. Được. Rồi, giờ thì mình sẽ khiêu chiến rồi sau đó dùng cái Liverpool để bắt thôi. Em này sẽ thua cấp mình khá là nhiều á. Đây, dùng Liverpool bắt luôn cho nó nhanh nhá. Mong rằng bắt được một em bướm thì số phận của mình có thể thay đổi một xíu, chứ giờ mình nhỏ quá à. Bắt quá trời Necroma luôn mà không có được em nào mà có cái N Solarizer để cho mình về mình làm việc hết á. Đã vậy giờ phải đợi cho trời tối nữa. Mấy đằng kia lại có một dạng của Vivillon nữa kìa. Wow, ở đây cái vùng này quá trời mấy cái em Vivillon luôn. Một chỗ mà mình bắt được hai dạng luôn nè. Quá dữ. Chần chờ gì nữa, khiêu chiến. Rồi, và tiếp tục là Liverpool nha. Nếu mà được hai em này nữa, như là mình có tổng cộng là 6 dạng của Vivillon rồi. Để xem coi có tổng cộng bao nhiêu dạng của Vivillon hết nha. Mình sẽ cố gắng ha, sưu tầm càng nhiều càng tốt các bạn ơi. Mình đã có được bộ sưu tầm Darling rồi đó. Giờ thì tới Vivillon thử xem. Ủa, mình được cái thành tựu bất catcher kìa. Bắt mấy em hay bỏ hả? Tiếc cúng mèo. Đây chính là 6 em Vivillon mà mình bắt được nè. Mình sẽ cố gắng sưu tầm càng nhiều càng tốt nha. Và giờ thì trời còn sáng, tranh thủ mình mở thêm mấy cái chest đi. Cố gắng rèn luyện nhân phẩm của mình lên cao một tí. Được thêm berry nè. Ok, berry mang về cho mấy em Pokemon ăn thôi. Mình sẽ cố gắng đợi thêm một tí nữa cho trời tối, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với công việc tìm Necroma nha. Để xem coi em này có giúp mình nhé, đỡ hơn không nhá. Necroma ơi, làm ơn đi. Vẫn không có các bạn à. Vẫn chưa chịu gửi ra cái N Solarizer nữa.
coi có chế tạo được không. Cái này không có chế tạo được. Tội to mình rồi. Tình hình này chắc tới cốc một râu luôn mình chưa có được. Nhưng không từ bỏ các ông ơi, làm gì thì làm phải cố gắng khó bằng được mới thôi. Bây giờ muốn bắt cũng phải xếp hàng nữa các bạn ơi. Rồi rồi xong rồi, xếp hàng tới lượt rồi nè. Để cho em Necroma đánh xong với Pawnia nữa. Rồi và em này chỉ mới 65 thôi, có vẻ cấp khá là hấp nè. Mình sẽ sử dụng Pawn Sweep á. Chứ dùng mấy kỹ năng khác thì nó sẽ ra được rất là nhiều sát thương. Và nhiều khi Necroma lại ngậm á các bạn ơi. Em này mà không gửi ra cái N Solarizer nữa mình cũng chịu luôn á. Solarizer mà, cái này là Lunarizer, nhầm rồi. Ai khóc nỗi đau này các bạn ơi. Buồn ghê luôn á. Chả khác gì treo mình đâu. Tại sao lại đùa tôi như thế này. Ok các bạn ơi, gắn thêm một ngày nữa xem như thế nào. Đấy rồi. Đến ngày thứ 8 thì mình đã tìm ra được cái em Necroma có cái N Solarizer rồi các bạn ơi. Quả thật em này ha, coi chuẩn bị tuyệt chủng rồi đó. Sau 8 ngày thì các bạn coi. Đây có thể nói là Pokemon mình bắt nhiều nhất luôn. Mình bắt được đâu cả mười mấy em rồi đó. Ok, mang được cái em có cái N Solarizer là mình mừng húm rồi. Và lỡ bắt thêm một em Solarizer khác á thì chắc mình sẽ qua cái vùng băng á bắt thêm một em Kyurem khác luôn các bạn ơi. Để mình ghép em ấy với em Zekrom luôn á. Ở đây có con boss nè, để mình tiêu diệt nó luôn nhá. Thử cho Pakia vô trận coi coi có đánh được không. Ui nhưng mà khoan, em này hãy điện mà sao cho Pakia vô được. Ui xong rồi, tội cho em ấy rồi. Điện giật ngủm chắc luôn. Quên quên các bạn ơi, quên với em. Em này á thì mình không nên dùng hệ điện đâu. Và em này rơi ra cho mình một cái PC Play cũng như là kẹo các bạn ơi. Chỉ mà quýnh dàn Pokemon mình bầm dập phải đưa rau đồn vô thì mới đánh lại á. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực Ron Serene này nè các bạn ơi. Để mình tìm cái em Kyurem tiếp nhá. Lần trước thì mình qua cái vùng băng vĩnh cửu đây nè, đây đây để mình coi dùng băng vĩnh cửu lại thêm một lần nữa. Trời cũng đang mưa tuyết luôn, nhìn cũng khá là đẹp á, nhưng mà nó lại cản trở tầm nhìn khá là nhiều các bạn ơi. Không có uổng công mình đi tìm và cuối cùng mình cũng đã tìm được em Kyurem nữa rồi. Lần trước mình gặp tới hai em á mà mình quên mình farm hết trơn rồi, giờ phải trở lại để farm thêm một em nè. Rồi và em này thì như thường lệ vẫn là level 70 thôi, mình sẽ sử dụng Pawn Sweep để đảm bảo em này vẫn còn sống và mang về nhá. Ở lần trước mình dùng Heavy Ball đúng một quả duy nhất mình mở từ cái chat bắt được em Kyurem. Liệu rằng lần này Heavy Ball có thể bắt em ấy lại thêm một lần nữa hay không? Cùng nhau chờ đợi các bạn ơi. Và chắc lần đó mình gùa rồi. Lần đó mình gùa hay sao á, có đúng một quả mình dùng thử hay về bắt được luôn. Nhưng mà lần này dùng không thành công rồi các bạn ơi. Mở thứ hai nè. Được đi em. Thôi mà, đừng có giống Necroma mà. Dễ tính xíu cho anh nhờ nào, khó tính quá hả. Em Scizor mình còn đúng một máu kìa các bạn ơi. Chịu đi, chúng tôi quýnh Scizor mình nha. Vô trong bóng qua Pokemon luôn á. Đấy, được rồi. quá dữ các bạn ơi. Vậy là mình đã có thêm được một em Kyurem nữa rồi nha. Với lại một em Necroma. Và phía trên này đang có một cái em Boss Norrunt. Để mình coi coi em này được thì mình sẽ farm luôn nhá. Ủa em này là em Shiny chứ không phải em Boss. Em này là một dạng Shiny các bạn ơi. Mình sẽ Pawn Sweep coi coi. Ủa em này là Snorlax Shiny. Được đó nha. Mình có rất là ít Pokemon dạng Shiny luôn. Nên giờ nếu mà gặp được thì mình cứ bắt đi các bạn ơi. Vừa để sưu tầm biết đâu được sau này mình có điều kiện mình sẽ tiến hóa mấy lên luôn. Mấy dạng Shiny thì thường thường tiến hóa lên sẽ rất là đẹp và đặc biệt á. Rồi bắt được luôn nè.
Ai, sau một ngày dài đằng đẵng thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Giờ thì chắc trở về nhà để dọn dẹp đồ cũng như làm tiếp công việc còn lại trong ngày hôm nay thôi. Bây giờ thì mình sẽ đem em Jack Rome này ra bên ngoài nha. Và cũng như là lấy lại cái đồ ghép này cái đã, cái DNA này nè. Rồi trả lại cho em kia đi. Đi ra ngoài bắt đầu công việc cuối cùng nào. Công việc này rất là hấp dẫn đấy. Đầu tiên thì sẽ triệu hồi Kilram nè, kế đến là Jack Rome. Và đây là cái dạng Black mà lần trước mình đã có ghép lại rồi á các bạn ơi. Ghép vô. Không nhầm rồi. Ghép em này mới đúng. Ghép vô một cái nè. Đó, đây là Kilram Black các bạn ơi. Vậy là xong em Kilram rồi nha. Giờ tới được Necroma nè. Em này làm mình tốn rất là nhiều thời gian luôn á. Và khi Necroma và Sogaleo khi 2-1 thì sẽ như thế nào đây? Ủa? Để xem nào. Ủa, có gì đó sai sai thì phải á ta. Ủa, gì mới được? Và mình đã ghép kiểu như là cho hai em này hòa làm một rồi các bạn ơi. Học thêm được một kỹ năng hệ thép và mình sẽ thay thế cho kỹ năng hệ hệ đá đi, tại vì hệ đá nó không có liên quan gì đến hai em này hết á. Rồi và đây chính là hình dạng Necroma cùng với Sogaleo các bạn ơi. Cho cưỡi không? Nhưng vẫn không cho cưỡi được. Ồ, nhưng mà các bạn có thấy em Necroma kết hợp với Sogaleo như thế nào? Mình thấy cũng khá là đẹp á. Nhưng mà bình thường thì mình thấy Sogaleo vẫn đẹp hơn khi kết... Nhưng mà bình thường á thì mình thấy Sogaleo vẫn đẹp hơn á. nhưng mà nói chung thì khi kết hợp lại thì em này sẽ tăng tiến về cái phần SP Defense nè. Và giảm cái Defense này xuống một xíu. Nhưng mà nói chung là bù trừ cho nhau á. Và ngoài ra thì trong ngày hôm nay thì mình còn cho cái em Rayquaza của mình học được kỹ năng rồng thăng thiên để có thể tiến hóa Mega nữa các bạn ơi. Sau bao ngày thì Rayquaza của mình cũng có thể tiến hóa Mega rồi đó. Mình cũng khá là vui và sức mạnh của Rayquaza khi tiến hóa Mega. Wow. Sức tấn công kìa 360 mấy. Tốc độ tăng lên rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đá vậy còn rất là đẹp nữa chứ. Đúng là không uổng công của mình. Rồi và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng triệu hồi thêm hai Pokemon trong bộ ba sáng tạo còn lại nhá. Vì trong ngày hôm nay mình chỉ mới triệu hồi được có mỗi em Palkia các bạn ơi. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.